13 nhân vật sẽ đại diện One Punch Man đối đầu 13 chiến binh phe nhân loại trong Record of Ragnarok. Xin chào 500 anh em của kênh Weebu Never Die. Chúc anh em có một ngày làm việc và học tập tràn đầy năng lượng nhé. Dạo gần đây, bộ truyện Record of Ragnarok trở nên vô cùng hấp dẫn với một cốt truyện mới lạ đầy lôi cuốn, tạo hình toàn là các trai xinh gái đẹp với cơ thể của các vị thần không khỏi làm cho độc giả phải suýt xoa. Khán giả dễ dàng bị cuốn hút vào trong thế giới nơi mà con người và các vị thần giao đấu với nhau. Tại đây, trước quyết định xóa sổ nhân loại của những vị thần, Valkyries đã mạnh dạn tuyên bố các vị thần là DBRR. Chắc gì đã mạnh hơn phe con người mà dám xóa sổ họ. Vì vậy, cuộc chiến quyết định đến số mệnh của cả nhân loại giữa 13 chiến binh phe thần và 13 chiến binh phe nhân loại bắt đầu nổ ra. Nghe đã thấy hấp dẫn rồi đúng không các bạn? Với nhiều bạn chưa đọc thì chắc chắn sẽ thắc mắc phe nhân loại có những ai mà dám ác vía các vị thần như vậy nhỉ? Bật mí cho các bạn, tất cả họ đều là những nhân vật có thật. Vậy thì trong video ngày hôm nay, hãy giả định hai vũ trụ One Punch Man và Record of Ragnarok phải chạm trán nhau. Ai thua sẽ bị hủy diệt, thì đâu sẽ là những chiến binh được chọn đại diện cho vũ trụ One Punch Man để ứng chiến với phe nhân loại bên Record of Ragnarok? Lưu ý, những thực thể quá mạnh mẽ như là God hay Saitama thì mình xin phép bỏ qua cho game nó cân bằng các bạn nhé. Let's go! Một, Lữ Bố và Metrobat. Trận 1, Lữ Bố chạm trán Metrobat, vị tướng quân mạnh mẽ nhất thời Tam Quốc. Với nhiều người, ấn tượng sâu đậm nhất về chiến thần Lữ Bố có lẽ là một kẻ hữu dũng vô mưu, trở mặt như trở bàn tay. Tuy nhiên, trong Record of Ragnarok, Lữ Bố được khắc họa là một chiến tướng đầu đội trời, chân đi hai dép tổ ong đạp đất. Vô cùng tàn bạo mạnh mẽ, đặc biệt cảm thấy thỏa mãn khi tìm được một kẻ thù xứng tầm. Ông sở hữu cho mình cây phóng lợn, sẵn sàng xiên bất cứ bố con thằng nào dám ho he cùng với con chiến mã xích thố huyền thoại. Vó ngựa Lữ Bố đi đến đâu, nơi đó sẽ thành bình địa. Nghe thì có vẻ hơi ao trình so với Metrobat nhà mình đúng không các bạn? Nhưng lý do mình chọn anh chàng giang hồ này là muốn tạo ra kèo đấu ngang cơ. Metro với khí thế luôn hừng hực, nhiệt huyết chiến đấu của anh chẳng kém cạnh gì với Lữ Bố cả. Tốc độ, sức bền hay độ dẻo dai thì anh bác cũng hết sức là bá đạo. Chưa kể nếu như Lữ Bố có cây phóng lợn cùng tuyệt chiêu phương thiên họa thích, trẻ đôi bầu trời, thì anh bác nhà tôi cũng có cây thần khí bạch thiết trượng với tuyệt chiêu tha đập nhầm còn hơn bỏ sót, cũng là một thứ vũ khí xứng tầm để giao chiến. Cả hai sẽ tạo ra một trận đấu mãn nhãn với khí thế ngút trời. Việc bỏ cuộc không bao giờ có trong suy nghĩ của họ. 2. Adam và Garu. Kèo siêu cháy giữa cụ tổ của loài người và quái nhân mạnh mẽ nhất One Punch Man. Adam được coi như là con át chủ bài bên phe nhân loại vì là người gần nhất tiệm cận với các vị thần. Thật tình cờ và bất ngờ, chúng ta cũng có một Garu, một con quái vật cũng gần tiệm cận tới thảm họa cấp thần. Cả hai đều có trong mình một ý chí quá đỗi phi thường. Nếu như Adam có cho mình đôi mắt của chúa giúp anh chàng có thể sao chép và mô phỏng gần như là tuyệt đối nó trước bất cứ kẻ thù nào, thì chúng ta sẽ có điều tương tự ở dạng Ultimate của Garu khi khả năng mô phỏng của thợ săn anh hùng đã lên tới level max. Tuy nhiên, nhãn thần của Adam vẫn sẽ là một ưu thế vượt trội vì nó có khả năng sao chép cực kỳ hoàn hảo mọi khả năng bất chấp tốc độ cùng sức mạnh của đòn tấn công như thế nào. Tức là Garu với bộ kỹ năng hoàn hảo từ võ thuật, tốc độ, uy lực ra đòn đều sẽ bị Adam copy-paste y nguyên. Ngoài ra, tay gấu sẽ buff uy lực các đòn đánh của thủy tổ loài người lên nhiều lần. Có lẽ cuộc chiến này sẽ được quyết định được xem ý chí của ai mạnh hơn. Với những độc giả thân quen của One Punch Man thì không cần nói nhiều về Garu nữa. Nhưng các bạn chớ vội mừng, Adam cũng tương tự như vậy. Ngay cả khi đối mặt với vị thần tối cao Zeus, Adam gánh trên mình niềm hy vọng của loài người chưa một lần nao núng, lung lay trước vị thần tối cao. Ngay cả khi chết, anh vẫn đứng trong tư thế tấn công đối thủ. Đó cũng chính là lý do mà mình lựa chọn Garu cho cuộc chiến này, để xem quân át chủ bài nào sẽ có ý chí mạnh mẽ hơn cả. 3. Sasaki Kojiro với Samurai Nguyên Tử. Kojiro, một nhân vật có tạo hình cực kỳ giống với Samurai Nguyên Tử. Nếu nhìn lần đầu, có lẽ điểm khác nhau dễ thấy nhất của hai nhân vật này chỉ là màu tóc. Cuộc chiến của các Samurai sẽ vô cùng hấp dẫn vì lòng tự tôn của họ vô cùng lớn. Kojiro được người đời ca tụng là kẻ thất bại vĩ đại nhất, sở hữu một bộ óc chiến đấu vô cùng độc đáo, cho phép ông có thể hình dung ra những đối thủ mà ông từng giao đấu. Kojiro có thể mô phỏng đối thủ trong tâm trí của mình sau khi tìm hiểu được di chuyển, hơi thở và kỹ thuật của họ.
Còn về phía Samurai Nguyên Tử, nổi tiếng với những nhát chém nguyên tử, tốc độ, sự dẻo dai luôn là những yếu tố nổi trội nhất của ông. Tuy Kojiro không mạnh trong khoản tốc độ, nhưng vì có thể mô phỏng được động tác tiếp theo của đối thủ ở trong đầu, cho nên ông thường đi trước đối thủ một bước, khiến cho bản thân trở nên nhanh hơn đáng kể. Ông cũng sở hữu cho mình thần khí do một Valkyries hóa thành, là một thanh katana có tính cách lưỡng cực. Trận đấu càng dài hơi thì lại càng có lợi cho Kojiro. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Samurai Nguyên Tử cũng không phải là tay mơ. Vị trí top 4 S-Class đã thế còn có bảo bối Dương Thần Kiếm. Một khi đã thức tỉnh sẽ khiến cho vị anh hùng này vô cùng khó nắm bắt. Thực sự, cuộc so tài giữa hai Samurai của chúng ta hứa hẹn sẽ là một màn đôi công nảy lửa, show cho khán giả thấy được trình độ kiếm thuật thượng thừa của cả hai. 4. Jack the Ripper với Royal Ripper. Ai hợp lý hơn để đối chọi lại một kẻ sát nhân hơn là một kẻ sát nhân điên cuồng hơn? Cả hai nhân vật đều là những tên sát nhân biến thái. Nếu đồ tể hoàng gia là một con quái vật lấy giết chóc làm thú vui chỉ để thỏa mãn thú tính của hắn, thì chúng ta cũng có một đồ tể quý tộc mang tên Jack, cho rằng giết chóc là một bộ môn nghệ thuật và hắn chính là một người nghệ sĩ. Là một tên tội phạm bí ẩn ở thành phố London những năm 80, Jack cực kỳ mưu mô và xảo quyệt, luôn đề ra những kế hoạch và những cái bẫy chết người cho nạn nhân mà hắn ngắm tới. Hắn coi chúng như là một buổi trình diễn. Có thể nói, nếu Jack là một kẻ giết người dựa vào đầu óc, thì đồ tể hoàng gia hoàn toàn theo bản năng. Chúng ta sẽ được chứng kiến trận chiến giữa ý thức và bản năng, cái nào sẽ mạnh hơn. Đồ tể hoàng gia chắc chắn sẽ tận dụng triệt để ưu thế vượt trội của hắn về mặt thể chất, từ tốc độ, khả năng hồi phục đến sức mạnh ấn tượng. Càng đánh, Royal Ripper sẽ càng khát máu và nguy hiểm. Vậy nhưng chúng ta cũng nên biết, Jack đã hạ gục Hep Queen, một á thần, người mang trong mình sức khỏe vô địch. Chỉ dựa vào cái đầu của hắn, với thần khí đôi bao tay giúp hắn có thể biến mọi thứ thành cạm bẫy như ý của mình, thì hai thanh kiếm của đồ tể hoàng gia hoàn toàn không phải vấn đề. Những kẻ sát nhân luôn vui thích khi vờn con mồi của chúng. Vậy thì hãy cùng xem trong cuộc chiến này đâu mới là kẻ săn mồi thực sự nhé! 5. Raiden Tamimon với hợp kim đen bóng. Võ sĩ sumo mạnh nhất lịch sử chính là những gì người đời đặt cho Tamimon. Nếu ai đã đọc Record of Ragnarok về nguồn gốc của nhân vật này thì sẽ thấy một sự giống nhau không hề nhẹ giữa hai đấu thủ. Tamimon được sinh ra với di chứng có tên gọi bó buộc ngoài cơ xương. Các cơ của Taro Ukichi tự động thắt chặt một cách bất thường, bẻ gãy khung xương bất cứ khi nào anh bước đi. Hãy nhìn qua hợp kim đen bóng, anh ban đầu là một cậu thanh niên gầy nhẳng, tự ti và luôn mặc cảm về cơ thể của mình. Đó gần như là thứ đã giết chết cậu từ bên trong khi còn trẻ. Để rồi bây giờ chúng ta đều có thể thấy cả hai đều là những nhân vật vô cùng mạnh mẽ, với sức mạnh gần như là vô đối. Chúng ta sẽ được chứng kiến cuộc đối đầu giữa hai thanh niên nghèo vượt khó với màn tỉ thí về sức bền vật lý. 6. Tất Đạt Đa với Drive Knight. Cuộc chiến của những màn combat vũ khí nảy lửa, Tất Đạt Đa hay còn được biết đến là Đức Phật, một người đã giác ngộ ánh sáng của đảng. Ông thoát khỏi những ham muốn trần tục của loài người, thanh lọc cơ thể, đắc đạo trở thành một người truyền giáo, gột rửa những linh hồn tội lỗi. Chưa hết, vì đã giác ngộ, ông mang trong mình sức mạnh thần thánh với thể chất siêu việt cùng khả năng chiến đấu với lục đạo luân hồi. Hình như là học lỏm mấy anh ninja bên Naruto các bạn nhỉ? Tất Đạt Đa thiên về chiến đấu bằng vũ khí với 6 món bảo bối lợi hại tùy theo tình huống mà sẽ xuất chiến. Chưa kể đến là đôi mắt thần thánh giúp ông dễ dàng nhìn xuyên tâm can đối thủ và đọc được gần như là toàn bộ thể thuật cũng như ý nghĩ. Lý do mà mình chọn Drive Knight cho cuộc chiến này chắc chắn là sự dạn dày kinh nghiệm. Chiến đấu với một đối thủ như Đức Phật, điều cần nhất là một cái đầu lạnh dù ở trong tình thế nào đi chăng nữa. Chắc những ai đã đọc Record of Ragnarok đều đã thấy chỉ vì sự nóng nảy nhất thời, quá chủ quan đã khiến Ma Vương Ba Tuần, ma thần của Diêm Giới đã đại bại tức tưởi như thế nào, dù đã gần như đánh bại được Đức Phật. Và thật may mắn vì Drive Knight hoàn toàn đủ tiêu chuẩn đó. Chưa kể đến Mystery Box giúp anh hùng của chúng ta có cả một kho vũ khí sẵn sàng tiếp chiến với bất cứ món vũ khí lục đạo nào của Đức Phật. Nếu như Đức Phật xài các loại vũ khí thô sơ được cường hóa sức mạnh thần thánh như trượng, côn, kiếm, thì Drive Knight là những món vũ khí công nghệ cao được buff chất xám và nâng cấp tối tân. Cuộc chiến giữa những giá trị tinh thần và khoa học công nghệ hứa hẹn sẽ khiến cho người xem phải mắt tròn mắt dẹt về độ hoành tráng. 7. Tần Thủy Hoàng, Orochi Bang.
một đối thủ mà mới đây mới được tiết lộ trong chapter mới nhất của Ragnarok, vua của các vị hoa Trung Hoa, tần ca đế vương của phe nhân loại. Chính vì mới chỉ có vài ba trang truyện thể hiện sức mạnh nên mình vẫn còn rất phân vân, không biết nên để Orochi hay Bang sẽ tỉ thí với nhân vật này. Hãy cùng phân tích một chút về sức mạnh của tần ca. Qua những chapter mới đây thì có thể thấy tần Thủy Hoàng sẽ có phong cách chiến đấu thiên về võ thuật cùng 5 món vũ khí bao gồm khải, kiếm, mâu, nỏ, kích. Tất cả đều là những món vũ khí quen thuộc của Trung Hoa. Có thể thấy tần Thủy Hoàng sẽ dùng võ thuật Trung Hoa để trình diễn trong cuộc đấu của mình. Tuy nhiên, chắc chắn ông sẽ còn có cho mình một vũ khí bí mật nào đó. Theo nhiều dự đoán, nó sẽ liên quan đến độc thủy ngân hoặc con rết chạy dài trên mặt của ông. Nó có thể là một thần nhãn. Chính vì vậy, chưa biết được năng lực max ping nhất của đế vương này là gì, cho nên mình mới đang rất băn khoăn giữa Bang và Orochi. Nào, hãy bắt đầu phân tích hai người mà mình lựa chọn tham chiến với tần ca nhé. Với Orochi thì đơn giản, vua phải đấu với vua, bậc đế vương thì chỉ được phép có một. Ngay cả trong Record of Ragnarok, người được chọn đấu với tần ca là Hades, vua của địa ngục. Nếu như các bạn có theo dõi video nói về những nhân vật One Punch Man mang sức mạnh của các vị thần, thì mình có nói tới việc Orochi chính là đại diện cho Hades. Ngoài ra, Orochi dù gì cũng là quái vật với thể chất tuyệt vời, sẽ dễ dàng khắc chế được những độc tính mà chẳng may tần ca dùng thủy ngân. Chưa kể đến việc vua quái vật cũng là một thiên tài võ thuật, hoàn toàn hợp lý để chiến đấu với võ thuật Trung Hoa. Những xúc tu đầu rồng sẽ là món vũ khí tuyệt vời để Orochi có thể khắc chế 5 món thần khí của tần Thủy Hoàng. Còn với Bang, có lẽ sẽ chỉ hợp nếu như tần ca chỉ dùng võ thuật đơn thuần. Chiêu thức tần Thủy Hoàng áp dụng có một đặc tính lấy nhu khắc cương, dùng lực của đối thủ để phản đòn, rất giống với nước chảy đá mòn của Bang. Đó cũng chính là lý do mình muốn Bang có một cuộc tỉ thí phân cao thấp xem võ thuật của ai cao cường hơn. Nhưng nếu xét về tổng thể, tần ca nhiều khả năng có cả sức mạnh thần thánh, cho nên mình vẫn sẽ ưu tiên để Orochi ra nghênh chiến trong cuộc chiến đấu giữa hai bậc đế vương. Trên đây là những đấu thủ mà mình nghĩ sẽ cực kỳ cân kèo nếu như được sắp xếp đấu với phe nhân loại. Đây mới chỉ là 7 đấu sĩ đã lộ diện. Nếu như các bạn thấy hay và ủng hộ thì mình sẽ làm tiếp 8 đấu sĩ còn lại nhé. Rất mong các bạn sẽ để lại lời bình dưới comment để xem lựa chọn của các bạn là gì nếu như phải đấu với 7 nhân vật này bên Record of Ragnarok nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Như thường lệ sẽ là chuyên mục góc comment. Câu hỏi của bạn Quốc Việt Đào: Át ơi, điều gì nếu sai hói học thêm kiếm thuật hoặc võ thuật của Bang? Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho kênh. Một câu hỏi mà cũng rất nhiều người muốn tìm hiểu. Nhưng với mình, hiện tại, sức mạnh của Sai đã là quá vô đối. Thêm một chút về võ vẽ hay là vài đường kiếm cũng không thể làm tăng sức mạnh của anh rõ rệt. Mà cũng phải nói thật với các bạn, ông hói nhà mình cũng không học được vẽ võ với cả kiếm thuật đâu ạ. Cho nên các ông đừng có hy vọng nhé. Chẳng hạn như lần tham gia Super Fight, tưởng đi học võ, ai dè cả buổi ông ấy lo giữ bộ tóc giả các bác ạ. Câu hỏi của bạn Tiến Quốc: Cho em hỏi, tại sao Saitama không bộc lộ sức mạnh cho Hiệp hội Anh hùng xem? Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chương trình. Nhớ bấm nút chuông thông báo để nhận được video mới nhất của bên mình nhé. Cái này thì các bạn nên mail trực tiếp cho bác Murata nhé. Bác bảo không được biết thì các nhân vật không được biết nhé quý vị. Sẽ luôn có một thế lực tâm linh nào đó che mắt các nhân vật trong One Punch Man khi Saitama thể hiện sức mạnh. Và chỉ khi bác muốn thì Saitama mới tỏa sáng được thôi các bạn nhé.